Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Cà Phê ngày hôm nay. Mọi người đã bao giờ có một cái suy nghĩ trong đầu liên quan đến vấn đề là chúng ta trong tương lai sẽ có một cái layer 2 trên mạng lưới của Bitcoin hay chưa? Layer 2 là cụm từ khóa rất hot trong mùa này và hiện tại đang triển khai rất thành công trên Ethereum. Nhưng mà liệu chúng ta có thể triển khai được một cái layer 2 trên BTC để làm tăng cái tính hữu dụng của BTC hay không? Các đều biết hiện tại Bitcoin hiện tại đang chiếm tới mình nghĩ là tầm 50 đến 60% lượng vốn hóa của toàn bộ thị trường, nhưng những cái người sở hữu Bitcoin hiện tại chỉ có thể là được lưu trữ chứ không được dùng vào những cái việc khác. Như vậy thì nếu mà chúng ta tính về cái tính hữu dụng ấy, thì nó cũng khá là lãng phí. Do đó thì cái ý tưởng là chúng ta có thể làm được cái điều gì đó với mạng lưới của Bitcoin đã được nảy sinh trong mùa này, và các bạn thấy trong thời gian vừa rồi thì BRC20 đúng không ạ, là một trong cái từ khóa rất hot trong năm 2023. Và mình cho rằng là trong thời gian sắp tới, hiện tại có rất nhiều những cái dự án đang hướng tới phát triển một cái layer 2 trên Bitcoin. Vậy điều này có thực sự khả thi hay không? Và đâu đang là những cái dự án đang làm về cái mảng này? Thì mình sẽ chia sẻ và cập nhật các bạn trong ngày hôm nay. Ok, thì trước khi đến với cả nội dung chính của ngày hôm nay thì với những các bạn đang cần cập nhật những thông tin tin tức về thị trường xu hướng của Bitcoin trong ngắn hạn thì mình sẽ update cho các bạn ở trên nhóm Telegram miễn phí của anh View Capital. Và nếu các bạn muốn đồng hành cùng mình cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là những cái lệnh đánh scalping ngắn thì các bạn có thể truy cập vào nhóm. Và ngoài ra nếu như các bạn đang giao dịch vàng và ngoại hối thì các bạn có thể tham khảo nhóm Telegram của AR Trading. Và hiện tại thì vàng cũng đang có rất nhiều sóng để chúng ta có thể giao dịch được. Nếu như các bạn đang quan tâm tới việc giao dịch loại tài sản này thì cả hai đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video, nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia. Ok, quay trở lại với cả nội dung chính của ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta tìm hiểu và phân tích kỹ về Bitcoin Layer 2 ấy, thì mình sẽ giải thích cho các bạn nguyên nhân vì sao cái giải pháp này nó lại được ra đời. Thì mọi chuyện ban đầu nó bắt nguồn từ một cái giải pháp đầu tiên trên mạng lưới của Bitcoin và không đâu khác chính là BRC20. Và mình sẽ nhắc lại một chút cho các bạn nào mà các bạn chưa biết về BRC20. Thì BRC20 là viết tắt của cụm từ có tên là Bitcoin Request for Comment 20, nhờ vào cái cơ chế gọi là inscription, hay chúng ta còn gọi là khắc vào giao thức của Ordinal. Đây có thể hiểu là một cái thử nghiệm để có thể chế tạo ra được những cái fungible token trên mạng lưới của Bitcoin thông qua việc sử dụng những cái giao thức Ordinal để có thể triển khai ra các cái hợp đồng tạo token, chuyển token qua lại giữa người dùng với nhau. Thì ban đầu người ta cảm thấy khá hoài nghi về sự thành công của BRC20. Ngay cả mình ở thời đó thì mình cũng thực sự là không nghĩ rằng nó có thể trở thành một cái trend bùng phát mạnh đến như vậy. Và thời điểm hiện tại thì trải qua hơn một năm ra mắt thì BRC20 hiện tại cũng có thể nói là đã có chỗ đứng và hiện tại vẫn đang phát triển, đúng không ạ? Và tại đây thì có thể thấy là hệ sinh thái của BRC20 đang có khoảng 772 token với tổng vốn hóa rơi vào khoảng 2,7 tỷ đô. Khối lượng giao dịch trong ngày trung bình khoảng 130 triệu. Thì đây là một con số không phải quá lớn nhưng mà nó cũng khá là ấn tượng với một cái giải pháp đầu tiên trên mạng lưới của Bitcoin, hoặc nơi mà gần như là cũng không có quá nhiều người giao dịch thường xuyên do là cái phí giao dịch nó rất là đắt. Thì cái sự thành công của BRC20 lớn đến mức mà một số những cái token thưởng bằng này đã được list trên Binance và đã được promo cực mạnh, tiêu biểu và đại diện đó chính là dự án Ordinal với mã token ODI, chắc hẳn là các bạn rất nhiều các bạn đã từng nghe qua. Và ODI thì trên market cap các bạn thấy là tại từ cái thời điểm mà ra mắt cho đến khi list sàn Binance thì giá nó đã tăng tới 30 lần, từ mức là 3 đô lên mức là 96 đô. Ở thời điểm hiện tại thì giá nó khoảng 62 đô, tức là x tầm khoảng hơn 20 lần từ đáy. Và với cái sự tăng trưởng mạnh như vậy thì đã đẩy cho vốn hóa của ODI lên mức là 1,3 tỷ. Và điều này thì có nghĩa rằng ODI đang chiếm tới khoảng 50% tổng vốn hóa của cả hệ sinh thái BRC20. Tuy phát triển là vậy nhưng mà cái sự sơ khai của mạng lưới Bitcoin đã làm cho cái giải pháp BRC20 nó cũng không thực sự hoạt động hết được công suất, khi mà cái tình trạng quá tải hay là nghẽn mạng vẫn thường xuyên xảy ra. Và điều này thì chúng ta có thể cảm nhận thấy rất rõ khi mà chúng ta check ở trên web của mempool. Thì tại đây thì mặc dù là mạng lưới của Bitcoin đã được cải thiện về tốc độ nhưng mà vẫn có đến khoảng hơn 100.000 giao dịch vẫn đang được chờ đợi thông qua. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào những cái mạng lưới khác như Ethereum, Avalanche, Solana thì cái tốc độ chắc chắn nó không thể so sánh được. Hiện tại thì Bitcoin chỉ có khoảng 3 tới 7 TPS trên mỗi giây, trong khi đó Solana là 3.000 và Ethereum là 57. Thì nó cũng giống như việc là chúng ta so sánh cái mạng lưới Internet hồi xưa cho đến với cả mạng lưới Internet 5G bây giờ vậy. Thì cái việc mà mạng lưới giao dịch của Bitcoin nó vẫn chưa có quá nhiều những cái ứng dụng thì nó đang chia cái hệ sinh thái của Bitcoin ra thành hai nửa khác nhau. Đó, hai phe. Một nhóm thì đang rất trung thành với cái tầm nhìn ban đầu của Satoshi Nakamoto, khi mà chỉ xem Bitcoin là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị
là vàng điện tử thôi và không nên dùng cho những cái việc khác. Đấy, còn nhóm còn lại thì lại muốn rằng sử dụng cái mạng lưới của Bitcoin nhiều công dụng hơn, sẽ tạo ra được một hệ sinh thái có thể là DeFi, NFT hay là GameFi ở trên đó. Thì biết được những cái sự hạn chế liên quan đến cái tốc độ giao dịch thì những cái nhà phát triển hiện tại họ đã bắt đầu xây dựng những cái cơ sở liên quan đến Bitcoin Layer 2, bởi vì chúng sẽ có thể là tạo ra được nhiều những cái tính ứng dụng cho người dùng hơn. Thì với cái sự ra đời của cái nhóm dự án Bitcoin Layer 2 có thể hoàn toàn trở thành một trong những cái blockchain mà chúng ta không thể xem thường được. Bởi vì sao? Bởi vì cái lượng vốn hóa của Bitcoin hiện tại đang thực sự là quá lớn, và cái số lượng Bitcoin không được sử dụng hiện tại nó cũng đang rất là nhiều. Thì theo những cái gì mà mình nghiên cứu được ấy, thì ở thời điểm hiện tại những cái nhà phát triển họ đang có 3 cách tiếp cận với cả Layer 2 trên mạng lưới của Bitcoin. Cách đầu tiên tên là Rollups, thì cái giải pháp này nó giống như là các cái dự án như là Arbitrum hay là Optimism vận hành ở trên Ethereum ấy. Theo đó thì cái blockchain Layer 2 sẽ gom nhiều giao dịch trên mạng lưới lại và gửi dữ liệu đó để phê duyệt trên Layer 1 là Bitcoin. Và Rollup trên Bitcoin thì chia thành hai dạng là Optimistic và Zero Knowledge là ZK, chưa ạ? Cách tiếp cận thứ hai đó chính là Sidechain. Đây là cái blockchain độc lập với Bitcoin với cái công nghệ đồng thuận riêng và cái sự liên kết với Bitcoin chỉ qua những cái nền tảng Pride. Tuy nhiên thì giống như là Sidechain trên Ethereum thì các blockchain này sẽ không thực sự là ứng dụng được cái khả năng bảo mật của Bitcoin. Do đó thì đây là cách tiếp cận tương đối rủi ro khi mà sẽ là mục tiêu của các hacker tấn công để mà chiếm đoạt tài sản. Và cái cách tiếp cận cuối cùng có tên là State Channel. Nói một cách dễ hiểu thì blockchain hoạt động theo dạng này sẽ lưu trữ dữ liệu về giao dịch off-chain đối với cả Bitcoin và chỉ gửi dữ liệu về số dư tài khoản đầu cuối với các cái phí giao dịch trên các layer 1 để có thể kiểm soát được cái giao dịch khi mà hoàn tất. Do đó thì một cá nhân có thể gửi nhiều giao dịch khác nhau cho người khác mà không phải chịu phí. Và cũng như Ethereum ấy, thì Bitcoin tuy có độ bảo mật rất cao và tính phi tập trung, nhưng mà cái vấn đề gọi là ba bất khả thi đó là phi tập trung, cân bằng và bảo mật sẽ luôn luôn là hiện hữu, và chúng ta sẽ rất khó để có một blockchain nào để mà có thể đạt được cả ba cái yếu tố này. Hơn nữa hiện nay thì Bitcoin như mình đã nói là chiếm khoảng hơn 50% giá trị của thị trường crypto. Do đó thì nếu mà Bitcoin nó chỉ dừng lại ở cái việc lưu trữ giá trị như bây giờ thì nó khá là lãng phí. Và các nhà phát triển họ rất đang muốn là tìm cách để mở khóa được cái lượng giá trị này để ứng dụng chúng một cách hiệu quả hơn. Và để cho các bạn có thể thấy được tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin thì ở trên màn hình đây mình đang thống kê một cái chia sẻ trên trang Twitter có tên là GG Crypto. Thì tại đây chúng ta có thể thấy nếu như mà không tính vốn hóa đang được lưu hành trên thị trường và thì cái tiềm năng mở rộng của Bitcoin Smart Contract có thể lên tới 238 tỷ đô. Nếu mà chúng ta nhìn sang Ethereum thì cái lượng TVL tính cả stablecoin, Layer 2, NFT, DApp và DeFi thì nó rơi vào tầm 76 tỷ. Điều này chúng ta có thể thấy được là sự khác biệt rất rõ khi chúng ta so sánh về hệ sinh thái của Bitcoin và Ethereum chênh lệch lớn như thế nào, mặc dù hiện tại thì Ethereum được phát triển với tốc độ tốt hơn rất là nhiều. Thực tế thì với những cái ứng dụng thông thường thì Ethereum và những cái Layer 2 khác đang làm tốt hơn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta chỉ cần ứng dụng được tầm 10-20% cái số lượng Bitcoin hiện tại nó cũng đã là một con số cũng không hề nhỏ một chút nào. Ok, trước khi đến với phần tiếp theo của ngày hôm nay thì tài trợ cho video đó chính là sàn giao dịch Binx. Thì trong thời gian gần đây thì hiện tại Binx họ đang có một cái sự kiện có tên là rủng rỉnh chờ uptrend dành cho những cái người mới tham gia giao dịch trên Binx với quỹ tiền thưởng lên tới là 50.000. Để tham gia thì các bạn sẽ đăng ký theo link của anh review, hoàn tất KYC cấp 1. Sau đó các bạn sẽ thực hiện nạp tối thiểu là 100 đô trở lên và nhận về 10 USDT trial fund. Khi mà khối lượng giao dịch đạt được từ 20.000 đô trở lên thì các bạn sẽ tiếp tục nhận 10 USDT và phần thưởng sẽ được tăng lên tùy theo khối lượng giao dịch. Sự kiện này thì sẽ được diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 16 tháng 4 và sẽ được trao thưởng trong vòng 72 giờ sau khi mà sự kiện kết thúc. Và nếu như các bạn muốn tham gia trải nghiệm giao dịch với Binx, các bạn có thể đăng ký qua đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà như các bạn sẽ khá là quan tâm. Vậy thì hiện tại chúng ta đang có cái dự án nào đang phát triển trong cái mảng Bitcoin Layer 2 này không? Thì cái nhóm dự án Bitcoin Layer 2 nó đã xuất hiện một số những cái tên được chú ý trong thời gian vừa rồi, ví dụ như là Lightning Network hay là Stack. Tuy nhiên thì cái nhóm này nó đang tồn tại một cái rủi ro liên quan đến cái tính phi tập trung ở cái cầu nối đối với cả Bitcoin. Bên cạnh đó thì phần lớn các dự án Bitcoin Layer 2 hiện tại vẫn đang hoạt động như một Bitcoin Layer 1 độc lập và không thừa hưởng bất cứ cái tính bảo mật nào từ Bitcoin Base Layer. Chúng ta có thể nói là phần lớn những cái dự án này vẫn đang sử dụng thuật ngữ Bitcoin Layer 2 để mà thu hút nhà đầu tư, chứ nó không thực sự đúng về bản chất kỹ thuật. Hiện tại thì cái nhóm dự án Bitcoin Layer 2 Rock thì vẫn đang trong cái đoạn thử nghiệm và phát triển
với cái tiềm năng trở thành cái nhóm dự án Layer 2 Bitcoin theo đúng nghĩa. Và nhóm này thì cũng đang được kỳ vọng là sẽ có thể mở ra cái khả năng tận dụng số lượng Bitcoin rất lớn đang lãng phí. Ok, và một trong những cái dự án liên quan đến rollup trên Bitcoin Layer 2 mà mình đã dành thời gian nghiên cứu đó chính là dự án có tên là BitLayer. Thì đây cũng là một cái dự án mình nghĩ là cũng có thể sẽ tiên phong trong cái mảng Bitcoin Layer 2. BitLayer thì theo như gì mình tìm hiểu ấy, thì đây là một cái dự án xây dựng trên Bitcoin Layer 2 đầu tiên mà dựa trên gọi là BitVM. Nó cung cấp cái tính bảo mật tương đương với Bitcoin và cái tính hoàn chỉnh của Turing. BitLayer thì họ sẽ muốn là trở thành một cái lớp tính toán cho Bitcoin và nó sẽ đưa ra cái khả năng mở rộng tốt hơn cũng như là kế thừa được cái tính bảo mật của Layer 1 Bitcoin gốc, và hy vọng và sẽ có thể khiến cho cái chi phí giao dịch Bitcoin rẻ hơn. Và theo những cái thông tin mới nhất thì trong khoảng thời gian gần đây thì BitLayer đã gọi được khoảng 5 triệu đô từ những cái quỹ ví dụ như là Farmworks, ABCD, và điều đáng chú ý là có những cái sự tham gia của những cái quỹ khá có tiếng như là Starkware hay là OKX Venture. Ở thời điểm hiện tại thì BitLayer vẫn chưa có nhiều những cập nhật mới và vẫn đang ở trong giai đoạn beta thôi. Và có một điều đáng chú ý là ở phần mô tả của dự án đó chính là hình như là cái mục airdrop. Dự án này như đang cho những cái người dùng có thể trải nghiệm và có thể nhận airdrop khi mà dự án được listing lên sàn. Thì đây cũng là một cái dự án tôi gọi là tiên phong. Và những cái dự án tiên phong thì tất nhiên là họ đang làm ra một cái thứ mới, và nếu như họ thành công thì chắc chắn nó sẽ là một cái bước đột phá. Nhưng mà cái tỷ lệ họ thành công thì nó sẽ không cao. Các bạn đều biết là cái blockchain gốc của Bitcoin ấy, nó không sinh ra với cái mục đích như là Ethereum. Đó là lý do tại sao mà Ethereum nó lại ra đời, các bạn hiểu không ạ? Thế nên bây giờ chúng ta đang rất là cố gắng để có thể áp dụng được những cái công nghệ mới vào một cái blockchain gọi là tiền sử. Thế nên là nó cũng không phải là một cái nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên mình nghĩ rằng nếu như ai mà có những cái đột phá mà có thể khai thác được cái số lượng Bitcoin rất lớn như thời điểm hiện tại thì mình tin rằng là chúng ta sẽ có thể có nhiều điều để thể làm với cả Bitcoin hơn. Thì các bạn thấy là sau cái sự thành công của Ordinal và mạng lưới BRC20 thì có thể là cái sự quan tâm của cộng đồng liên quan đến cái mạng lưới của Bitcoin rất là lớn. Vì sao? Vì ai cũng sẽ biết đến Bitcoin. Hoặc không phải ai cũng sẽ biết về những layer 2 như chúng ta đang biết, nhưng mà mình tin rằng ai cũng sẽ biết về Bitcoin thì cái sự tiếp cận với người dùng nó sẽ tốt hơn. Thì hy vọng là với cái sự đầu tư của các quỹ lớn cũng như là cái sự phát triển của Bitcoin layer 2 thì chúng ta sẽ sớm có được một cái layer 2 mới. Mình nghĩ là bản thân mình thì mình không kỳ vọng rằng là Bitcoin Layer 2 sẽ có thể triển khai thực sự là thành công và nuột nà ngay trong mùa uptrend lần này. Có thể chúng ta phải chờ đợi đến mùa uptrend sau, nhưng mà đây cũng là một trong những cái mảng chúng ta hoàn toàn có thể chú ý. Thực ra thì cũng không cần thiết là phải áp dụng cách thành công chúng ta mới đầu tư được. Ví dụ như là đồng AUD của Ordinal cũng là một trong những ví dụ. Khi mà cộng đồng FOMO và sự chú ý dồn vào đó thì dòng tiền nó vào thì giá token tăng thôi. Thì đấy cũng là cách để chúng ta có thể đầu tư. Thì cái mảng Bitcoin Layer 2 cũng là một trong những cái mảng mà mình nghĩ các bạn cũng nên để ý trong thời gian sắp tới, mà mình sẽ cập nhật cho các bạn nếu như có thêm những cái dự án mới làm về cái mảng này. Ok, thì đó là toàn bộ nội dung cho mình ngày hôm nay. Mình chia sẻ với các bạn liên quan đến Bitcoin Layer 2. Hy vọng là nội dung sẽ hữu ích và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn lại các bạn.